Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Hôm nay thì Phương sẽ quay cái buổi tối ở đường 23 tháng 10 mà còn các bác. Thì hôm nay thì cũng đã quay tìm một người bạn cho chị Việt Kiều ở Na Uy đó. Thì hôm nay thì chị cũng gặp được người bạn đó ở Nha Trang. Thì chị Việt Kiều Na Uy này đã mất liên lạc với một người bạn ở Nha Trang cũng để cách đây mấy mươi năm rồi. Thì Phương cũng quay một cái clip ở dưới chợ Đầm đó, rồi tìm và liên lạc với cái người quen của cái chị Việt Kiều ở Na Uy đó. Thì hôm nay thì chị Việt Kiều cũng ra Nha Trang chơi, rồi cũng mời Phương đi tới ăn cùng gia đình của chị Việt Kiều đó. Bây giờ Phương cũng đang đứng ở Vịt Bằng nè, cái kênh Vịt Cầu Dưới đó bà con các bác ha. Đây là đường 23 tháng 10 ha. Thì cái quán này thì Phương cũng đến quán lần đầu tiên thôi. Đây, cái quán đó, đây là chả vịt nè. Mình nghĩ là cho cái tiệm này chắc là giá cũng bình dân thôi. Quán này rất là rộng rãi ha, rộng rãi luôn. Phía tay phải màn hình bà con cô bác là gia đình chị Việt Kiều đó. Thì khán giả có còn nhớ là mình đã quay tìm người thân của chị Việt Kiều, mình cũng đã tìm ra rồi đó. Cái chị áo vàng vàng đó là cũng lên video nói là chị Yên đó. Rồi bây giờ Phương đến ha, cũng mời Phương đến nha. Mà bây giờ Phương mới đến nè, 7 giờ mấy. Xin chào. Nói chuyện hay nói lâu ngày gặp gỡ chị Yên chị nói à, hôm là em cũng quay tìm được cái người bạn của chị đó là cái em chúc chút giờ hôm nay thì cũng gặp nhau rồi, và cũng như một gia đình rồi ha. Chị có cái đôi lời gì tâm trạng như thế nào khi gặp lại người thân ạ? Tâm trạng em rất là vui, đã bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi mới gặp lại. Đây là chị hai, là bạn của bà chị, của người bạn của chị đã là 8 phút rồi. Đây là em gái của người bạn của em. Đây cũng giống là thân lắm, hồi xưa là má em hồi xưa cũng bán gần hàng chị nè, mấy chục năm. Cảm giác em rất là vui và hạnh phúc gặp lại những người quen, những người thân của mình á. Và cảm ơn YouTuber kênh của anh Phương đã hoàn thành nhiệm vụ để giúp cho em được tìm lại người thân quen của em. Em rất là cảm động, cảm ơn anh chân thật. Thì em cũng vui đó, giúp được những cái hoàn cảnh mà khi mà xa quê em cũng đã từng quay những cái hoàn cảnh mà đã lâu năm rồi, xa quê rồi mất liên lạc với bà con đó chị, rồi em cũng tìm ra họ rất là vui. Thì em cũng chúc chị đã gặp lại với những người thân ha. Rồi đây là Trúc này, Trúc cũng đã nói video ha. Em có cảm giác khi mà em rất cảm ơn anh rất nhiều để giúp cho em được gặp lại chị mấy chục năm nay, em rất là vui mừng, cảm ơn. Chúc anh chúc hay á, là cũng lâu năm quá rồi, bây giờ gặp lại em nó gì nước để gặp lại vui mừng quá, không phải lời gì nói hết. Chị mừng quá, chị mới nói vậy. Cảm ơn chương trình quá. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn quay phim nói chị em gặp lại. Đó, cũng cảm động quá chị ha. Đây là cách sự kết nối. Đây Phương cũng vui. Về đêm. Em trai khỏi rồi, em trai rồi, em về rồi. Em trai rồi, tính Kiều là mấy mất luôn. Cảm ơn Tinh Phương. Bây giờ chị cũng mời cả gia đình đó, rồi các chị rồi này ăn buổi tối thân mật cùng gia đình. Thôi bây giờ mình cũng vô ha, rồi cũng thưởng thức, mời khán giả cùng ăn với Phương và gia đình của chị Yên ạ. Dạ dạ dạ. Cùng năng ly vui, rất là tuyệt vời khi mà tìm được người thân ở Nha Trang đó. Phương cũng rất vui. Vô cảm ơn chị. Đây là cái buổi ăn thân mật
không cái cao sang gì mà cái tình nghĩa ha. Đây là cháo vịt nè, cháo vịt vịt nướng ở Nha Trang nè, địa phương cũng đã quay vịt nướng nè, cháo vịt nè, rất là đơn sơ và đạm bạc và cái tình cảm rất là nhiều ha chị ha. Món ăn truyền thống của Việt Nam mình nè, người Việt Nam mình. Đó, ai có nhu cầu có thích mà vịt nướng, vịt luộc đến quán 450 địa 2 tháng 10 thưởng thức cùng mấy anh em chia vui. Đó, cùng giao lưu ha. Giao lưu vui. Đó. Sẵn đây thì Phương cũng ra hỏi cái giá vịt ở đây họ bán như thế nào đó, đỡ khi mà khán giả ở Nha Trang hay là ở Sài Gòn ra tìm những cái món ăn mà giá cả bình dân đó thì cũng tìm cho nó dễ ha, thì rồi giá cả. Em chào chị ạ. Em cô thì cũng hay đi quay YouTube cho bà con ở xa, ở Hải Ngoại, ở Sài Gòn, rồi ở nói chung là rất nhiều nơi để quay ẩm thực rồi từ thiện đồ cũng đủ thứ hết. Thì hôm nay thì em cũng gặp chị Việt Kiều đó, cũng mời em ăn. Thì cái quán này là quán đầu tiên, thì em biết không, cái quán này là không biết cái giá cả như thế nào và cái chất lượng như thế nào, em có vài lời em hỏi chị được không ạ? Thì cho mỗi là vịt nướng ở đây là nếu mà giá cả một người ăn á là một dĩa là bao nhiêu ạ? 50.000 một người ăn, khoảng 50.000. Một người ăn là khoảng 50. 50.000. 50.000 là dĩa nhỏ gốc tư á. Dĩa nhỏ là dĩa thịt thôi á. Chưa tính cháo đúng không chị? Cháo mình ăn riêng, cái canh mình bán riêng. Anh ăn thêm cái gì thì gọi thêm. Ở đây thì chị bán là toàn vịt luộc ha, vịt nướng vịt nướng. Đây thì một đêm gì chị bán bao nhiêu con ạ? Cũng tùy dao động, mấy 30 con cũng có, hôm thì 20 nhiều. Cũng dao động anh à, cũng tùy, có hôm 30, có hôm 35, mình bán tùy theo hôm. Thì em thấy ở trên cái tủ của chị đó thì còn một con ha. Anh lên tầm này là sắp hết rồi, bán mình tán trên 8 giờ mình nghỉ rồi, nghỉ sớm. Dạ, 30 con chị nói tầm cỡ bình, lấy bình quân là khoảng 30 con hả chị? Tầm đó, bây giờ trên mấy con tùy. Thì trên cái quầy cái tủ của chị còn một con là thì là giờ này là mới có 8 giờ kém 15 ha. 8 giờ kém là mình sắp hết á. Dạ. Anh quay trễ rồi, giờ này là sắp hết rồi. Dạ, vịt nướng được hết rồi. Dạ. Vậy quá tuyệt vời rồi. Dạ. Thôi đợi bị đỡ em vô em cũng thử ha. Dạ, dạ. Em chào chị ha. Dạ. Em Phương cũng quay lại cái vịt bằng nè. Cái con vịt cầu dứa ha, Nha Trang ha. 450 đường 23 tháng 10 nè. Buổi sáng chị có bán không ạ? À? Dạ không ạ, buổi trưa anh, buổi trưa lại bán cơm rồi á. Dạ. Bán trưa, buổi trưa từ mấy giờ đến mấy giờ? Buổi trưa thì mình bán tới chiều luôn anh, bán trưa là mình có đầy đủ rồi. Dạ. Hơi 11 giờ rưỡi là có đầy đủ. Còn buổi tối mấy giờ chị? Dạ khoảng 8 rưỡi là em nghỉ rồi. À, mấy giờ chị dọn ra? Dạ trưa 11 giờ. À, 1 giờ là chị dọn ra? Không, 11 giờ trưa là em có cơm có đầy đủ hết rồi. À, đến 8 giờ mấy là chị nghỉ đó. Dạ. Chị cũng nói là cái thời gian của chị, cái quán chị bán đó. À, chị cho em hỏi đó, em đăng clip này có nhiều khán giả coi đó, thì có thể là bà con ở Hải Ngoại biết về, nhiều khi em đăng lên những cái như thế này nè. Rất có nhiều người biết là người quen của mình. À, chị cho em hỏi là chị tên gì ạ? Tên Phước. Dạ, chị là người ở đây luôn mà. À, cũng ở Nha Trang luôn. Dạ, cũng ở địa phương cầu dưới này hả chị? Dạ. Đây là chị Phước ha. Ông xã chị là tên gì ạ? Tên Bằng ạ. Ông xã chị là tên Bằng, tên cái thương hiệu này luôn ha. Rồi em chào chị ha. Đây là căn nhà của chị ha. Đây là căn nhà chị quá rộng nè. Ảnh đang đi ra đó. Rồi em cảm ơn chị ha. Một dĩa này là 120 nha bà con các bác, 120 thôi cũng rẻ thôi, cũng không có mắc đâu, rẻ luôn.
120 một dĩa. Đấy, mà dĩa mà bây giờ mình đúng với nhậu một dĩa là nhậu bết ha. Đúng rồi. Nói là mấy anh Việt Kiều á, nước ngoài á, đi về Việt Nam đi lé quét gì. Dạ. Đúng là Việt Nam trăng. Chủ nhờ mà không nhớ đâu. Quay clip này bà chủ quay xin nhanh cho mình cho coi. Phải nhờ mà. Ngon gửi bé cho bạn đó. Ăn cũng ngon nữa, ăn cũng vừa ha, ăn vừa ngon, vừa ngon, cái ăn làm nên em biết nó chỉ tới á. Đây là cháo này, đây là cháo vịt này. Ở giá ở Nha Trang thì giá tất cả các món đồ rất là bình dân ha, bình dân. Nếu mà nguyên tới để làm cái show lấy ra đây đem lại show nguyên. Mỗi khi mà mấy chị Việt Kiều mà lâu mà không gặp người thân đó, là một giờ đó thì rất là vui vẻ, rất là mừng, rất là gặp lại những người thân đó, thân yêu á. Chị đã đi rời ở nhà Việt Nam đó, đi được mấy chục năm rồi. Thì hôm nay thì chị... Rồi, xin chào em á. Chào em. Nguyên. Chào Nguyên á. Đây là em Nguyên. Em là người em kết nghĩa của chị Uyên. Đã chào em ạ. Hôm nay gia đình mình là coi như là lên YouTube rồi ha. Đây là một live show. Bên khác thì quay chứ. Lấy chén cho em ha. Chén em ha. Bia đó, chén đó, đũa, giúp em lau cái đũa nè. Thôi bây giờ có thành viên mới ha. Bây giờ cùng ly ha. Nước ngọt mình cũng cùng luôn nha. Nước ngọt cũng cùng luôn. Rồi chúc mừng lên nè. Rồi vô. Chúc mừng sinh nhật đúng không? Có nào vui sinh nhật hả? Rồi vô. Đây là hội ngộ mà. Chiếc này hội ngộ rồi đó. Nhưng này hãy vui lên sinh nhật lên nè. Đây tới đây sáng nè mình làm một clip nữa. Đúng không? Hello, chào. Bây giờ anh quay lâu chưa? Ôi xin chào khán giả, lâu quá rồi Phương chỉ đứng sau màn hình thôi. Thì hôm nay thì Phương đứng trước màn hình nè, với các chị nè. Có nhiều khán giả cứ nhìn, cứ nghe tiếng nói của Phương đó mà không biết mặt Phương như thế nào. Thì hôm nay là tất cả đều thấy thấy Phương rồi ha. Đây, khán giả đã thấy Phương rồi. Đây là Phương cũng đã giới thiệu rồi đó, Yên rồi đây, Nguyên mới vô nè. Nguyên là em tinh thần của chị Yên đó. Rồi. Chào khán giả của anh đó. Đó bây giờ thôi, bây giờ nãy giờ Phương cũng đã quay cũng lâu đó. Thôi bây giờ Phương cũng trò chuyện riêng các em và chị Yên, chị riêng tư đó. Thôi Phương xin chào và hẹn gặp lại ha. Video sau thì Phương tiếp tục quay cho bà con các bác xem ha. Rồi Phương xin chào.